đã về tới nhà anh hai rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đi cái gì express gì đó, ba người mới được đi vô trong cái đường đó cho nên rất là nhanh. Ba người ngồi trên xe người ta mới cho đi vô cái đường đó free, còn nếu mà hai người đó là tốn 25 đồng. Cho nên nhà xe mình được 3 người cho nên được free. Đi cái đường đó rất là nhanh và đã tới nhà trước. Trước chị Linh luôn, Cam Linh với Lê Quang chưa về tới. Rồi má cầm bông vô được rồi. Đưa đây con sách này. Má cầm bông vô đi. Quý trong người lại hỏi cái vỏ đỏ đồ ăn á, đồ ăn à, đồ ăn rồi ơi bông à, vô mà nhà vô đi khỏi cõi gì mất công lắm nè. Trời ơi, căn nhà một năm rồi mới gặp lại. Căn nhà à, chị ăn má khỏe không, mệt không? Trời ơi, đi quần quải chợ đậu năm nay khỏe không? Chị Hằng khỏe không? Khỏe chứ. Trời ơi, có được ăn à nè, Quang đi với chị Linh. Ui á, gọi gì vậy? Đồ ăn nè, gỏi gà, nước mắm mắt dẫn chưa? Dưa hấu. Xong đưa ông Quang lên đây đi chung luôn. Trời ơi, ông đi bộ đâu có nổi ra chỗ xe anh hai đâu. Cao quá hả? Ừ, không xa quá. Không xa lắm. Gà kho. Cháo gà. Lúc đầu anh nghĩ là ra từ tụ xe nhưng mà anh chạy đi lấy xe rồi. Đóng cửa lại. Nhưng mà đi bộ thì cũng xa đối với ổng á anh Phúc. Đối với mình thì ok nhưng đối với ổng thì hơi xa. Ừ. Vậy Hằng dạo này có đi tập gym nữa không? Không chứ, không tập chết à. Nhớ dắt anh đi tập gym nữa nha. Không tập nhưng mà rất là mệt. Nếu mà không tập thì mập hơn. Đúng không? Má qua cái phòng bên này nè. 6 giờ 8 phút là tới nhà. Đây phòng của bà Tám và của bà ngoại ngủ ở đây. Quá trời giường luôn. Má bên này nè má, mà phòng của mình bên này má. Đây không hả? Lê Quang đã về. Không, ở nhà đó cho Lê Quang là quỷ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ chứ. Cam Linh. Cam Linh đem hoa theo mà má đi về nhà rồi. Trời ơi, tại vì anh hai phải gửi xe, phải đi cái cổng khác chở Quang về. Má ơi, con đem bông, đem nước chanh cho má. Cuối cùng má đi đường khác, con đi đường khác. Anh đi. Em đi bông cho má với lại nước chanh nóng nè. Má sướng quá, ai cũng tặng bông cho má. Con ai tặng bông cho con hết trơn má. Con ca sĩ mà không ai tặng bông cho con. Nếu mà anh hai tặng cho má thì lại tặng cho ca sĩ Cam. Thôi nó giỡn. Ơi, con ca sĩ mà không ai tặng bông mà má không phải ca sĩ mà tặng bông cho má quá trời. Bài bà già bà gần chết rồi cho nên chơi tặng cho nó vui. Cháo ngon quá trời luôn nè. Quá trời ngon luôn. Chị Hằng nấu hả chị Hằng? Hả? Ủa vậy hả? Mình phụ trách trộn gỏi. Cháo ngon quá nè. Cami đã xuất hiện. Cái này là chè cho má, chè hạt sen. Rồi. Rồi gì nữa? Cái này là chán ghê á. Không có cho ăn thơ đó. Mà toàn là cho má không mà chán sợ. Đó, thơ cái quan cái má cái còn dạ ua. Cho ở dạ ua cho dạ ua nó ăn dạ ua đi. Chị Hằng một cái. Đó chị Hằng cái. Cái gì? Ai à? Ai mua? Mày mua. Làm chứ ai mua. Mày làm hả? Cái đó là cái gì dạ ua hả? Làm dạ ua luôn hả? Bỏ trong. Trời ơi giỏi vậy. Trời dễ lắm. Tối nay làm sáng có ăn đi. Ăn đại đi. Má nói cho chị Hằng xíu rồi đó. Ăn mẻ sau. Có bằng cháo hả? Ăn đi. Ăn hôm qua. Ăn luôn đi con rồi nói.
Dạ, hôm nay về sớm rồi hả? Đâu vậy mà. Ăn xong mới giờ. Đâu quá, tự nhiên. Ai? Nhớ mà tự nhiên. Phúc làm á. Bay đi luôn sao? Chào. Dạ, chào con, uống bữa trắng. Em chào chị. Chào anh. Hai anh Sang. Em có sự ghép không vậy? Lại nữa, chào anh. Bánh Cali. Chào nhạc sĩ, lời quang. Chào rồi mà. Anh ăn cháo anh Sang. Dạ. Ăn cháo đi. Để mấy người xa tiên trước đi. Cảm ơn con. Trời ơi má sướng quá à. Má một vừa mới tới ngày hôm nay. Quá trời quà luôn. Bông với quà với đồ ăn quá trời. Cái đầu mềm quá sao biết bông. Ganh tị với má quá. Này ngại đâu đi. Dạ. Đắp xuống máy bay. Má má con ganh tị với má. Dễ sợ ha. Quá trời người cho. Chào anh Phúc. Nó cũng thiệt à. Chút nữa mắm nóng lại ăn á. Nhìn chị My, nhìn chị My nhớ cái tay gãy sợ. Nhìn chị My nhớ cái tay gãy. Ôi trời ơi, thơ quá nhờ. Mới xuống mấy cái ơi, qua đây đừng ai rủ đi đánh ông cầu lông nữa nha. Tôi nè, tôi với ông Văn với ông Bi với ông Lan là đánh cầu lông không á. Vậy hả? Ngày nào đánh thơ bây giờ là coi như trước khi đi diễn đó là không có ai mà dẫn nó đi đâu nha. Để tính diễn xong rồi cứ đi đâu đi đâu. Hai chở đi. Chắc không hai. Có coi được không hay là phải phí mà đâu nè, ở ngoài đen đó, tên đó con đi ngoài đen mấy giờ? Từ từ trưa tới tối tối luôn á. Tại vì hát hai tăng. Hát hai tăng rồi. Có một tăng được rồi. Có tăng giữa nữa, tăng xong nữa. Bó tay luôn. Bó tay quay luôn. Đừng nói tăng xong, đụng chạm má. Một phút mấy nay tăng xong lên nè. Qua mới nghe ông nói thấy ổng ăn mạnh không ổng nặng gì á tóc nó dài nhậu quá không để dài hay là nhậu cũng lon xong lên á. Kỳ này cắt kiểu khác nè, kiểu bớt nhậu quá trời nhậu thôi ngắn cũng không cắt nữa. Mà thưa bóng anh hành ơi là không có thích cái cổ bóng bỏ hành bỏ ngò đâu phí lắm ngắn là hôm sau này ăn đi tốt lắm á thơ. Bớt giống ai nhà mình nè, giống ai nhà mình nè sao kha mình kha không ăn. Mà thơ không ăn thì nhỏ, không gán theo bỏ luôn. Chị này không ăn luôn. Bạn két, đúng rồi, két á. Két không ăn luôn. Nhà này ăn nặng hết. Gì chơi á. Em đi có vấn đề gì không? Phải ra em ai ghê rồi. Bà cụ 85 tuổi mà đi bay 5 tiếng mặt tươi rói như hoa. Tại vì đi chơi mà không tươi sao được má hả? Mặt tươi như hoa. Mặt tươi rói như hoa. Một người fan tên là Đào ghé cho một cái bánh bò và mua 5 cái USB. USB. Vô đây đi, trời ơi, làm gì trốn ngoài đó vậy? Anh hai làm gì mà fan của em trốn ngoài ngoài kia? USB gì? Nói đàng hoàng, nói đàng USB đàng. Thánh ca và USB của nhạc của Lê Quang, các ông ngồi đây nè, đó. Của ai hát? Của bà Tám. Bà Tám hát. Nhạc bà của nhà Lê Quang. Tại vì anh hai mời Đào uống bia cho anh nên hai, Đào chạy mất. Cắt giùm. Cắt bánh bò kìa, coi cho để cho em. Bánh bò của Đào làm nè. Rồi ngon rồi, rồi cắt ngang này thôi. Cắt tầm 4 lên. Anh làm gì anh dòm, anh chảy nước miếng vậy anh? Đậu quá, ngon bánh bò. Được, ăn được á. Rồi. À, em Đào này cướp mối nghề của em Thi rồi. Thi à, rồi. Trong làm bánh bò. Ủa vậy ha. Mà sao đây, chưa ăn bao giờ hết. Đây. Ăn miếng đi. Thi làm trùm bánh bò sao chưa bao giờ được ăn hết trơn. Lên coi thử coi có vẻ tre không? Vẻ tre là cái gì? Thấy mềm đó, mềm. Mềm mại luôn. Tre là sao? Ngon. Thơm từ sau là đưa xác vô coi. Bánh bò phải có tí sọc sọc, có tí. Rồi nè. Có mềm mại là ngon này. Thành công. Đừng có chai rồi, được rồi. Cho miếng ơi. Ngon lắm. Ồ, có một nhân vật nữa tới kìa. Rồi, xong rồi ngon. Ai đó? Đi đâu rồi? Ai đó? Thanh. Thanh bên đây nè, má trong kia kìa. Trong phòng này nè. Hết nắng rồi Lanh. Lanh. Hết nắng rồi, hết nắng rồi. Người đi đem nè, người đi đem nước trong, người đem nước ra.
Hết nắng hết chụp hình mới qua được. Bởi vậy tôi biết xưa để 5-7 đứa cho rồi. Ngon quá, bánh bò ngon quá à. Đấy không? Mà chị cứ nghĩ là hết nắng rồi đừng có đội nón nữa. Trong nhà đừng có đội nón. Uống đâu uống. Mấy đứa cũng vậy không? Tại tại sao mấy lúc nào không vậy? Thì không có mấy đứa thành ra. Mà sao da đẹp quá ăn hồng nào đẹp quá. Vậy à? Có đem nó ở không? Không, bánh bò ngon không? Bánh bò ngon không? Bánh bò ngon à, ăn ngon quá trời. Cái tinh chất hả? Cảm ơn Đào nha. Cảm ơn Đào đã ủng hộ USB của bà Tám nè. Có bánh bò nữa. Không, cái này ngon. Nhìn cái bánh bò biết ngon nè. Nó rung 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 là biết rồi. Rung rung. Trời ơi! Nhân vật chính đã tới. Trời ơi. Trời ơi, coi coi. Cho nó đi ngang nhiên vậy hả? Trời ơi, ba. Ba nó ẩm. Ba nó ẩm. Trời ơi, trời ơi. Con tôi. Phần con gái. Gì vậy con? Bán cho con tôi ngon lành vậy. Cháu tôi, không phải con tôi. Trời ơi. Hay ghét quá đi à. Hay ghét quá đi à. Nói hello mới hết hồn giờ. Ông bà quá trời đông. Qua mới đi đâu chơi con? Qua mới đi đâu chơi nha. Trời ơi, nó nốt à. Qua mới đi đâu chơi. Hai vợ chồng à. Năm ngoái thì đi đám cưới, còn năm nay thì đi đầy tháng. Chụp ảnh. Chụp quánh anh ở nhà, anh đừng có đựng con người ta. Ông nè, ông cậu nè. Hay ghét quá. Hay ghét quá, cười. Sao không cười như vậy? Cười. Cười con. Cho nó nè. Bao nhiêu tháng rồi con? Chưa tới 2 tháng. Ngày 30 mới 2 tháng. Anh còn nhớ ẩm con không? Nhớ chứ. Cứng cho chấm mà cứng à. Cứng kẹp. Ba rồi. Ba hăng rồi. Sướng rồi nha. Cho hai. Chứ mày hơi bị đẹp á con. Đậm quá trời. Lột mì. Mới xong hả trời. Mày quá vậy sao? Mẹ phá con lắm. Giỡn với con hoài. Bắt con mặc đồ này hết đồ kia. Giờ con bắt con đi xăm chân mày nữa. Con biết. Đừng có dắt con đi cấy lông mi nha. Ôi lông mi này hơi bị đẹp đó nha. Ghê lắm nha. Mày làm ha. Này cũng cỡ mỹ nhân á nha. Mỹ nhân cam. Cho bà ngoại xem kìa. Bà cố đâu? Đưa cho bà cố xem đi. Bà cố đâu rồi? Má coi ai xuất hiện nè. Ai kìa má? Trời ơi má kêu trời ơi. Nóng quá hả má? Má nóng rồi. Má ra coi bà cháu có quên lộn cháu khố của má kìa. Xúc động con mới gặp đó chứ. Bữa giờ con đâu có gặp đâu. Bữa giờ lắm. Đó chị Hằng có một đứa vậy. Trời ơi má ơi con già quá rồi má ơi. Giờ trứng con chiên ăn hết rồi má ơi. Ghét không? Bị đặt mang giày, mang đồ nữa. Đã lắm, còn nướng lắm. Em cứng nhắc cái lưng cứng chứ. Con phải ngồi lên trên nệm thẳng nè. Mày để lên lòng con. Đó, để vậy. Thấy chưa? Giờ nó ngồi buồn ngủ hay sao vậy? À nó khóc. Con khóc rung lên này. Đó rung lên vậy đó. Đó em nó không. Nó khóc nó sợ. Nó còn lắc vậy em nó nín không? Không con lắc vậy em nó đu rồi. Nó khóc rồi kìa, Thì hơn không? Tóc con á. Lấy cái ảnh nhậu. Không đeo băng đô cũng biết hàng ẩm lên hình luôn kìa, ngủ luôn kìa. Đợi khoảng đây dù anh sang ủng hộ USB của Lê Quang nè. Anh Sang ủng hộ USB của anh kìa. Có chưa cam hơi ký mà
Trâm Thư là ca sĩ hát mà quê quán. Đúng rồi, hai người ký luôn. Anh là USB phải không? Đó, đúng rồi anh. Hay quá. Cảm ơn anh Sang nha. Để tôi ra tôi coi cái xe tôi có USB không cái đã rồi tôi mua. Có, xe nào cũng có. Không. Có chứ. Xe đời mới mới có kìa, đời cũ. Có, đời cũ cũng có luôn mà. Đi ra ra class ra coi cho. Trời ơi, sao nó khóc vậy? Không ẩm nó khóc cái chưa. Cho bú thôi sao? Cho bú. Chết mà. Trời ơi, ẩm lên cái nó nín kìa, thấy chưa? Má nó muốn hơi người á, nó cái hơi người nó quen rồi. Không phải cái người bông người ta chắc rồi, nó bông bông. Vì nó trong bụng nó nằm chắc cho mình nha. Khi nó ra ngoài nó phun ra, nó không chịu. Phải có thời gian nó mới quen. Nó chịu thơ bồng không? Nhưng gì thơ bồng đi, có quá nhớ. Bông bông, bông bông đi. Để coi coi gì thơ có nhớ ẩm không nha. Trời ơi, nó đang khóc, nó đang khóc. Ờ, bà thơ nè. Bà thơ kìa. Trời ơi, bà thơ ẩm mình nó khóc quá vậy trời ơi. Két có muốn có em không? Bà thơ đẻ một đứa cho em két. Nín rồi, nín rồi, nín rồi. Nín rồi, nín rồi, nín rồi, nín rồi nha. Nó ăn tay rồi nè. Dạ, ăn tay. Nó đói bụng rồi nè. Ờ, cho nó bú rồi con. Dạ. Chị Cam Ly đã xuất hiện. Con thơm ở ngoài đẹp ha. Da mặt đẹp ha. Ở ngoài đẹp hơn trong á. Vậy hả? Ở ngoài cũng đẹp nhưng mà ở ngoài cũng đẹp chứ mà. Chị Ly bữa nay lúc nào cũng nhon ha. Thấy chị Ly lúc nào cũng nhon ghê chưa? Trời ơi, nhiêu tuổi rồi ta? Nhỏ sáu mấy toàn ăn gạo lứt không mà làm. Vậy hả? Trời ơi, mất sò luôn. Tập gym ba mà. Wow, ghê quá. Chị Ly nhiêu tuổi quên người ta? 60 mấy? 60 rồi. 62. Gần 63 rồi. Ồ. 63 rồi. Tặng gì con. Nhìn tưởng 26 không à? Đó, bởi vậy. 63 thì tưởng là 36. Bây giờ là tưởng 26. Đó. Ăn gì chưa chị Ly? Ăn rồi. Vậy hả? Gặp má chưa? Rồi, má khỏe. Má luôn à. Đi xôi chưa vậy? Má đói hay sao? Nhìn bà có chậm chậm nãy giờ nè. À, không cho con bú hả? Mép bà cố đi. Hai đứa này nó không cho em bé bú. Con đói mà không cho con bú phải không? con này quen bà cố bồng á. Im ru. Cười kìa, cười với bà cố kìa. À, nó nói chuyện kìa. Má. Mong ngoại nhìn đó, mong ngoại nhìn. Má chụp hình kìa. Thành bà cố kìa. Anh con chụp vậy thấy mặt em không? Cha nói. Giống. Cha nói đâu đi 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 chụp hình mà hàng với bà cố nè. Bà cố với em nè. Con. Chụp vậy không? Đi lấy cái gì nào em con? Dạ, dạ. Miếng hả? Miếng hả? Trời trời tí. Ê, thấy bà cố cái chị nước miếng rồi con. Đây cổ nè, cổ. Chắc. Má bồng mỏi tay không? Dạ, chụp lại. Bồng em cho anh luôn. À. Đang chụp hình với má. Thấy bà già. Bồng bé thấy tội nghiệp. Nó nhìn bà cố quá trời ha. Mình thấy cứng ngắc hả? Cứ ngắt này không chuyên luyện, không được luyện. Không có chuyên nghiệp rồi. Đây con bầm cho. Nào không á. Nó cứng lắm, cái người bé này nó ngủ chắc lắm. Ngủ cứng luôn á. Chắc là nó ốm á. Ủa vậy? Không phải. Chắc ủa, thật vậy không mà hằng. Ủa chứ em bé khác sao? Mà bầm nhiều em bé mà biết mà. Ủa vậy hả? Nét nào mà. Nó mềm xèo hả? Dạ đúng rồi mà. À, chắc tại con ăn cua. À, chắc tại con ăn cua. Lưng thẳng cứng là con ngóc cái đầu lên á. Tài chắc lắm mà. Bên đây nè, chắc thịt nè. Không, cái này đâu có ăn nhập gì đâu. Tùy duyên á. Đừng rời con. Con mới sao nó lỏng vậy ạ? Ừ, con. Trời ơi. Giống như mình đánh. Bốn thế hệ à? Bốn thế hệ này. Rồi, uống thế hệ bà ngoại bà cố bà ngoại
mẹ và con. Lần trước bà ngoại qua là con đám cưới, lần này là ba tài ơi, nó là bốn cái tài ơi, có bốn cái tài ơi. Tôi nhớ hồi đời xưa mấy chục năm trước tôi có em bé quá vậy trời. Thở. Nó khóc sầm á, két á. Két ghê mà đó, nó đâu có bú. Nó không chịu bú đâu. Phải hát, phải hát, phải bữa nhạc. Lớn nó mới chịu bú. Mà khóc sầm, mỗi lần nó bú là nó khóc sầm. Két á. Nó sẽ khóc cái miệng bịt ra không khóc. Không, nó không chịu bú. Ồ, may mà. Nó không chịu bú, kẹt mệt lắm. Con két á, nó nuôi khó lắm. Ừ. Con này nè, em đòi bú hả, lại la. Bú hoài. Không cho em bú cái mình nói cho con, em bú đi con. Sao mẹ giống bà ngoại với bà nội giống nhau quá à. Tới ngày cái đòi cho em bú. Bú hoài nó không có tiêu. Dạ. Phải 3 tiếng. Mà tại vì bà nội với bà ngoại em sốc ruột. Thấy khóc chứ. Còn khi nó chân em bầu thì mình cho anh bú cho. Cho nó bú, nó rú được nó bú. Chứ con két nhiều lúc nó không chịu bú, rồi ép nó bú. Giống thằng Bi. Cái gì cái gì bơm được bơm cho bơm mấy giọt xì lên á. Bơm vài vài giọt nữa trong bầu. 1 ml à. Được. 1 ml. Một ly lít vô họng là mừng lắm. Sao để được? Khó lắm mày. Sao ghê vậy? Em đòi bú là vui lắm á. Em đòi bú chắc lớn lên em ốm á. Còn bé két nó không chịu bú lớn ập luôn. Chứ sao? Vậy như lớn bây giờ nó đòi bú hoài thôi không cho. Thế cho nó bú hoài. Thì nó phải bặn két chứ. Cho nó ngược vậy. Em một tháng là em từ ký 3 thêm. Ủa mà nó lúc mà nó xanh la là nhiêu ký? Dạ, 2 ký 8. Ồ. Con két là 2 ký 6. 1 ký là 2 ký. Nghĩa là con két là 2 ký 6. Nửa ký là 2 ký 6 là chừng 400 gram. Nãy giờ nó bự ghê chưa? 450. Mà may là nó không chịu bú. Nhiều. Trời ơi, cái gì thất lạc ở đây đây? Cái gì đây? Cái bao tay của em. Em đó, của em đó. Nè. Trời, em bú no nê rồi, bây giờ em không chịu ngủ hả em? Em để tối em ngủ chứ. Tối em ngủ hả em? Ở chưa, nó ở chưa? Ở rồi. Ơi ơi, ba lớn có nọng kìa. Giống vậy thôi không? Vậy thôi hết nọng ra. Em ơi, em ơi, em dọn gì với em? Em có bà ngoại kinh dữ gì em? Bà ngoại à, bà ngoại giờ có em bé rồi. Nó hay nói chuyện với tôi lắm á nha. Nó cứ không. Ngày 30 em gửi tội hả? Nổ. Ngày mấy? Chứ. À ngày 1 hả? Gì 30 hả? Ngày 1 em gửi tội, trời em ngáp tét cái miệng của em luôn rồi kìa. Em ngủ rồi. Ngủ đi. Người ơi, ngày 1 em gửi tội hả em? Ai đỡ đầu cho em? À, con của Thi. Con của Thi là sao? Christine á. Ủa vậy hả? Tại vì Christine mẹ em đỡ đầu hả? Ừ, chết lại bà. Christine đi nọt cái na qua. Khóc rồi. Em buồn ngủ. Kêu mẹ nha. Em ngủ rồi hả? Hả sao? Cười. Anh nói chuyện cả nó. Sao? Em ơi em. Trời ơi cho em ngáp hoài vậy em. Em ngủ hả? Nhìn em ngáp hoài vậy hả? Nhìn quá trời nha. Về vậy chứ đưa tay tôi nữa hả? Trời ơi á, nói chuyện hả? Nhiều chuyện nó giống bà Tám à. Bà chán tiền, chuyện nghề nhiều chuyện. Sao? Muốn nói cái gì vậy? Hả? Muốn nói cái gì với chui? Bọn em đứng lên chứ. Bạo đi. Bà nói nhiều quá bà. Bà nói nhiều quá bà. Em ở chưa vậy? Mà em ngáp hoài vậy em. Trời ơi, cô nó ngáp kìa. Em ngủ.
Để bà Tám hát cho nó nghe nè. Âu ơ ơ ơ dĩ dạo. Cầu gian nóng đinh, cầu che lắc lẻo, gặp gần khó đi. Ở chừng nó khóc. Miếu rồi, miếu rồi kìa. Ở chừng miếu rồi kìa, miếu rồi kìa. Vì thơ ác là ru nó ngủ nè, nó miếu. Ờ, sắc rồi. Nghe âu ơ dĩ dầu, cầu gian đông đinh. Bé Tì nhớ là hát giống như dì thơ nha. Mỗi lần em bé ngủ mẹ hát giống vậy nha. Cầu tre lắc lẻo à, gặp gần khó đi. Miếu rồi, miếu. Miếu, miếu. Nói là má đang đánh răng đồ mà mấy đứa con cũng không tha nữa, coi là đứng cả đám ở đây. Kể con chim của chị Ly á, vui lắm. Bữa nào qua nhà chị Ly kể chiều vụ con chim. Thôi bây giờ kể liền đi, kể ngắn gọn. Không, để bữa nào qua. Ờ, bữa nào nha, thôi. Phải chỉ cái chỗ sao đúng không? Chỉ là nó cái chỗ mà nó khôn ghê. Nó bay vòng vòng mà đi ra ngã sau, nó bay ngã sau, bay trước mà nó bay chóc vót trên trên cây. Chị Ly kêu nó quá trời, chị Ly kiếm nó, chị Ly nhức đầu luôn, bệnh luôn. Mà nó đứng trên vót chóc vót trên cây, mà cây của nhà chị Ly á, cửa nhà. Ê, nó nhảy. Nó nói lại. Chị Ly kêu gì? Chị Ly kêu sao? Cái tên nó. Richie. Cứ xong kêu, nó nói Richie, cái đó. Nó trả lời. Khi nào mà kêu nó thì nó trả lời. À. Mà biểu nó xuống thì nó không xuống. Chị Ly không biết nó nằm đứng trên đó. Không, mà chị Ly nghe kêu thì mới nghe biết nó cái phía nào, cái tại mông lung nó màu xanh giống cái cây quá. Chị Ly kiếm hoài. Cuối cùng sao nó về nhà? Bữa nào kể cho. À, bữa nào kể đi ha. Bữa nào lên nhà chị Ly. Chị Ly mời lên nhà chị Ly ăn mì Quảng của ở gì, mì Quảng nhà hàng à. Không ăn cho chó ăn hả? Do chính người đại nẻn. Đại nẻn. Chính gốc. Nhà hàng tên là En En bỏ chó En. À, không En bỏ chó En. Tại sao biết đặt đó không? Tại mì á, nó nghe chị Ly nấu muốn rất khùng. Ui, vậy biết nó, vậy biết nó. Vậy phải bỏ. Vậy bỏ cái gì? Chị ướp. Mình coi YouTube người ta nói ướp nè. Hành nè, tỏi nè, muối nè, đường nè, nước mắm nè. Trời ơi, phải ướp cái nó, cái đó. Cái đó là cái gì? Bột nêm. Không bao giờ. Chị không bao giờ có bột nêm, không bao giờ bột ngọt. Bột nêm là chắc có hại. Mấy nó không nổi cái nào sao được. Đường. Thôi trưa đó em không. Mà cuối cùng ăn em dở hay ngon mày? Có ăn đâu mà chưa nấu mà ăn. Ý là đang bàn mày trưa mà. Mày nói thôi bữa trưa đó trước, em không qua đâu. À vậy hả? Mày nói thôi chắc vậy đó nhở, giỡn. Trưa em không qua. Đi làm rồi. Chị My, lấy bờ đêm mà làm gì? Có làm ở nhà, có làm nhà. Lấy bờ đêm. Có làm nhà, cũng mà giờ Ly nói Mỹ bỏ làm đi qua ăn quán đàn nẻn do chính tay chủ tiệm tí tí đàn nẻn nấu. Ừ, ok, chắc Mỹ bỏ làm hẹn thứ hai rồi. Giờ chị Ly bây về đúng không? Em bé khóc, em bé khóc. Ôi ôi, em bé khóc kìa, em bé khóc kìa. Thôi đi về đi, cho em về đi, bà cố đánh răng đi ngủ rồi. Trời ơi, nó khóc kìa. Bà cố ơi, cháu về. Về nó ngủ rồi kìa. Nó nghe kìa, nó nghe bà cố cái nó im lặng. Thôi em về, cho em về ngủ đi, nó khóc nữa rồi kìa. Cho nó nghe nhạc đi. Ôi, cháu nghe gì thôi hát được rồi. Ừ, vậy đi. Nghe gì thôi hát ầu ơ ơ ơ dí dầu. Rồi khóc. Nó nghe nó khóc liền luôn kìa. Ầu ơ ơ ơ dí dầu. Cười nó cười gì thôi.
Nói cho em về đi. Dạ, ừ, cái gì gặp lại con nha. Bye bye. Nghe không? Nghe không? Nghe êm như nghe nhạc hả con ha? Êm re ha, nín ha. Anh, hồi nãy nó đang im lặng cái em hát cái nó khóc lên anh. Ngon gì vậy? Kỳ quá anh. Ủa em ca sĩ mà em hát sao nó khóc vậy? Ca sĩ ai biết. Em hát gì nè anh? Biết sao em hát nó khóc không? Em hát là ầu ơ ơ ơ. Sợ ma còn gì nữa. Có sợ ma chứ không phải sợ em hát đâu. Có tưởng là sợ ma đó. Ê hù con ghê. Ai hù con ghê. Anh đừng có nhắc ma con. Ờ tụi người hát cái nó khóc kỳ cục ghê. Ầu ơ ơ ơ ơ ơ ơ. Nó nín rồi kìa. Cầu Giang Đông đánh. Nó thấy ghê. Nó thấy ghê quá. Nó cái bà nào thấy ghê. Hát thấy ghê quá. Nãy con bồng lại hình ở ngoài á. Nó nhìn quá trơn luôn. Nhìn hả? Ờ, nó nhìn quá trơn luôn. Nó nhìn ở ngoài à? Ờ, không có. Hồi nãy nó nhìn giờ hết rồi. Giờ anh cho thôi. Giờ nó buồn ngủ rồi, nó hết nhìn ông cố rồi. Ôi, thôi nè. Thôi đi về đi con. Dạ. Cho nó về ngủ đi. Ờ, ok. Ok nè. Ok. Đi về nè. Con buồn ngủ rồi. Đi về. Ờ. Ba nó ẩm gận bưng à. Ba nó ẩm gận bưng. Nó chịu cái gì con? Nó buồn ngủ. Ừ. Buồn ngủ. Ừ. Rồi gì? Rồi. Dì Ly tập sự lại đi ghẻ. Trời ơi em bé nó ra hồn. Lâu quá rồi đi này. Ừ. 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 Anh để đứa nữa đi anh. Ờ anh sao để được. Anh để đi. Anh nuôi cho. Không mà chứ có bầu mất mẹ. Bốn kìa bốn có bầu rồi. Khóc rồi. Khóc rồi ghét ha. Trời ơi khóc quá trời luôn. Khóc quá trời luôn. Ôi ôi ôi. Dĩ dào. Không hát cho nó nín liền không? Cầu Giang Đông đinh. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.